tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc em H.H. sinh năm 2003, ngụ phường 5 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mang thai gần 5 tháng. Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra và xác định nghi phạm là Phạm Vũ Linh nên mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận do năm 2016, Linh và em H quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu thương nam nữ. Từ năm 2017 đến nay, Linh thường xuyên đưa em H đến các nhà trọ trên địa bàn và nhà của Linh để quan hệ tình dục đến tháng 3 năm 2018, H có thai nên báo cho Linh biết và cả hai thống nhất để sinh đứa bé. Khi nào H đủ tuổi thì hai người sẽ kết hôn. Theo kết quả giám định độ tuổi, xác định tại thời điểm quan hệ tình dục và mang thai, em H chưa đủ 16 tuổi. Vụ việc đang được công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.